xin được gửi tới quý khách hàng một mẫu xe sang đến từ thương hiệu của Đức, mẫu xe BMW 318 các bác nhá, số tự động. Và chiếc xe này thì máy chỉ có 2.0 thôi, cho nên là rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Chiếc xe đăng ký tên tư nhân chính chủ biển Hà Nội. Và chiếc xe thì còn rất là chất các bác nhá, rất là chất luôn. Xe còn rất là liền nè. Chiếc này em mua của chính chủ người trên Hà Nội. Người ta đi rất là chăm chút và rất là giữ gìn cẩn thận đối với cái mẫu xe này. Các bác có thể nhìn thấy về hình thức bên ngoài của xe đúng không ạ? Nội thất bên trong của xe rất là sang trọng các bác nhá. Rất là sang trọng luôn. Chiếc xe thì cũng đã được lên một cái màn hình Android rất là lớn. Đây, nội thất đây nhá. Tiếp sẽ quay các bác xem chi tiết nội thất. Và xe thì cũng đã được lên màn hình Android rất là lớn rồi. Và một camera lùi phía sau. Và một quả loa trầm. Một quả loa trầm rất là sắc nét nhá. Em sẽ gửi tới các bác mình xem về cái phần vỏ bên ngoài trước nhá. Thì em sẽ quay phần nội thất bên trong sau. Đây các bác xem này. Đấy. Sơn xi của xe rất là sạch đẹp. Chiếc xe sản xuất năm 2002, đăng ký lần đầu năm 2003, số tự động. Máy 2.0 thì mức tiêu hao nhiên liệu của cái chiếc xe này nó sẽ dao động tầm khoảng 8, tầm khoảng trên dưới 8 lít trên 100 km các bác nhá. Tùy theo mức độ mà các bác chạy. Xe với form dáng rất là đẹp luôn, đúng không ạ? Form dáng rất là đẹp. Và dòng này tôn vỏ nó rất là dày nhá, chạy rất là đầm và rất là chắc, rất là thích luôn. Ngồi trên chiếc xe này cảm giác rất là thích luôn nhá. Đây là phần nóc của xe này. Em sẽ quay các bác xem cái phần vỏ bên ngoài. Phần hình thức bên ngoài của chiếc xe này trước. Thì sẽ quay chi tiết sau nhá. Các bác đợi em một chút xíu thì em sẽ quay đầy đủ chi tiết gửi tới các bác mình xem. Với một dàn lốp dày nhá, la răng đúc 5 quả luôn. Phanh ABS 4 bánh, hệ thống chống trơn chống trượt các thứ đầy đủ luôn. Và nội thất thì rất là tiện nghi an toàn và hiện đại nhá, trang bị rất là nhiều túi khí an toàn. Cặp đèn hậu sau cũng như là cặp đèn pha trước của xe còn rất là sáng bóng. Đây là phía đuôi đằng sau đây ạ. Xe form dáng sedan 2 đầu. Có cốp đằng sau rất là rộng luôn. Cốp đằng sau cực kỳ là rộng nhá. Xe đăng ký biển 5 số Hà Nội. Đây camera lùi đây ạ. Đây cam đây ạ. Hiệu BMW các bác nhá. BMW 318. Và cũng giới thiệu với các bác là bên em hiện tại đang có rất là nhiều BMW và cũng đang có rất là nhiều dòng mẹc nhá. Với cái tầm tiền trên dưới 200 triệu rất là nhiều. Các bác nhà mình đang tìm mua những dòng xe B, dòng xe mẹc, số tự động, số sàn. Tầm tiền đó thì các bác nhà mình hãy kết nối Zalo để được gửi hình chi tiết nhá. Với cái phần sườn và với cái phần dáng của chiếc xe, tuy rằng đời không cao nhưng mà dáng của xe được thiết kế ra đến thời điểm bây giờ cũng không hề bị lỗi mốt luôn. Form dáng của xe vẫn còn rất là dữ, đúng không ạ? Và chiếc xe thì cam kết cho các bác luôn, không bị đâm đụng, không bị va chạm và không bị ngập nước, không bị thủy kích các bác nhá. Đấy. Thân vỏ là nguyên bản luôn, cho nên này các bác nhìn này. Đấy, thân vỏ căng đét luôn này. Tất cả đường gân, đường mép, đường chỉ của xe rất là đều. Đấy, rất là đều luôn. Đấy, các bác xem. Rất là đều luôn nhá. Kính được dán 3M rồi. 4 kính điện lên xuống nhẹ nhàng. Keo chỉ của xe là không mất một phân nào luôn các bác nhá. Đấy, la răng này nhìn rất đẹp mắt luôn. Dàn lốp của xe thì còn tương đối là dày, tương đối là dày dặn đấy ạ. Sơn xi bóng bẩy sạch sẽ nhá. Các bác mua mẫu này về chỉ việc đi thôi, chỉ việc đổ xăng chạy thôi. Gầm bệ của chiếc xe này chắc bịch luôn. Máy số êm ru. Máy êm ru nhá, số nhảy rất là mượt. Đấy, chiếc xe mà được anh chủ đi chăm chút rất là kỹ trên chiếc xe này. Các bác hãy đến xem và chạy thử cảm nhận trực tiếp luôn để được biết về tình trạng chiếc xe này ra làm sao nhá. Đây cặp đèn pha đằng trước cũng vậy, còn rất là trong đúng không ạ? Đấy, rất là trong luôn này. Đấy, sơn xi bóng rất là bóng bẩy. Dòng này chạy rất là thích luôn nha các bác nhá. Các bác nhà mình đang có nhu cầu mua này, bán này hoặc trao đổi xe, các bác hãy đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng bên em. Đây, số điện thoại đây ạ, số điện thoại đây ạ. Và bãi xe bên em đi nhá. Rất nhiều xe để cho các bác thì mình chọn luôn. Các bác hãy đăng ký kênh nhá. Các bác hãy đăng ký kênh và ấn theo dõi, ấn thông báo chuông để được nhận những cái mẫu video, được nhận những chiếc xe mà bên em đăng tải lên theo
ngày và theo tháng luôn. Rất nhiều xe được đăng tải lên theo thời gian. Các bác hãy đăng ký kênh nhá. Và hãy nhớ nhấn theo dõi và nhấn thông báo chuông. Và các bác cũng như mình có thể là nhấn chia sẻ này, nhấn like, nhấn like, nhấn chia sẻ để tương tác tốt hơn các bác nhá. Đây đây là phần cốp đằng sau xe đây. Đấy. Phía cốp đằng sau rất là rộng luôn, lý nguyên zin các bác nhá. Đấy, lý nguyên luôn. Đấy, quả lốp dự phòng ở dưới này. Đấy, tôn của dòng này kể cả như là phần sàn ở dưới cũng rất là đẹp luôn. Em đóng cốp này nhá. Mời các bác xem vào bên trong nội thất của chiếc xe. Bây giờ bắt đầu quay ở bên trong nội thất đây rồi. Nội thất đẹp các bác nhá. Nội thất rất là sáng đẹp luôn. Các bác hãy xem kỹ video. Em sẽ quay kỹ để các bác nhìn mình ngắm luôn. Các bác đúng chân mẫu này thì hãy xem hết video từ đầu đến đuôi cho em xem kỹ. Và nhấc máy sớm gọi điện cho bên em được chốt mẫu này nhá. Về giá cả thì các bác nhà mình cứ xem và alo cho bên em để được bàn một cái giá ok nhất các bác nhá. Cái dòng này thường thường bên em vẫn bán tầm 189 một chiếc các bác nhá. Bán tầm tiền đó. Nhưng mà các bác nhà mình có một cái giá yêu thương, một cái giá ưu đãi nhất thì các bác cứ nhấc máy lên gọi điện trực tiếp để làm sao một cái giá thật tốt các bác nhà mình nhá. Đấy, chưa tới 200 triệu các bác mua được chiếc xe Đức về dùng luôn rồi. Xe trang bị ghế điện nhá. Bên đây ghế điện và bên kia thì cực kỳ là nhiều chức năng. Các bác nhìn đợi một chút thì em sẽ sang bên kia em giới thiệu để các bác nhìn xem về những cái chức năng của chiếc xe BMW này nhá. Đây những cái móc khóa cánh cửa xe này rất là sáng đẹp luôn này. Đấy. Rất là sáng đẹp luôn nhá. Các bạn này có cánh cửa của những cái dòng xe BMW này thì rất là dày, rất là chắc rồi. Cái dòng này là dòng xịn. Đây dòng xịn, dòng nguyên bản các bác nhá. Đăng kiểm đấy ạ. Đăng kiểm của xe đây còn đến tháng 1 năm 2021. Đây đăng kiểm của xe đấy ạ. Đây, cần số tự động của xe đây. Đây, cần số đây nhá. Đây, cần số tự động này. Đây là vị trí sinh nhan này. Rồi bấm khóa cửa này. Đây là công tắc lên kính cửa này. Đây, hệ thống điều hòa auto tự động nguyên bản theo xe. Táp lô của xe được thiết kế bằng chất liệu da. Một được chất liệu da xịn. Vị trí này là túi khí này. Đây, túi khí nhá, cốp đồ nằm ở dưới. Đây, sàn vẫn là sàn nỉ luôn. Sàn nỉ rất là sáng đẹp nhá. Phần cánh cửa của xe cũng vậy, cũng đều được thiết kế là chất liệu da xịn các bác nhá. Và ở giữa đây, đấy, giữa cánh được thiết kế một túi khí nữa này. Rất là nhiều túi khí luôn các bác nhá. Xung quanh xe đều được trang bị những cái túi khí an toàn. Và tiếp tục ạ, tiếp tục đây thì mời các bác xem đến cái cánh tiếp theo nhá. Đấy, cái gioăng cánh, gioăng khung đẹp. Âm thanh nghe rất là hay nhá. Âm thanh được trang bị có loa sub nên là nghe rất là hay. Vốn dĩ của cái dòng xe này loa đã hay rồi, nhưng mà chủ xe trước cũng đã được nâng thêm một cái quả loa nữa nhá, rất là chất. Đây các bác này, đây có túi khí rồi này. Đấy. Vị trí này là vị trí sơn giả vân gỗ này, và vị trí này là da này, trên là da các bác nhá, trên là da xịn luôn đấy ạ. Đấy, xung quanh phần khung cột kèo xe. Vị trí này được ốp mạ chrome này, rất là sáng đúng không ạ? Những cái gioăng của xe là không bị rách, không bị sờn nhá. Đấy, những móc khóa này rất là sáng luôn đúng không ạ? Rất là sáng luôn. Một bộ ghế da màu kem. Đây loa đây nhá. Loa được gắn ở vị trí này. Đấy. Đấy, loa rất là hay luôn. Và chiếc xe thì cũng được trang bị thêm cho mình một cái rèm che nắng đằng phía sau. Rèm che nắng phía sau nhá. Âm thanh nghe rất là đỉnh luôn đúng không ạ? Chân lý quá nhá. Đấy, bộ ghế da trên dưới trước sau vẫn còn đẹp. Sàn của xe đây vẫn là sàn lý luôn này. Hay. Âm thanh quá hay. Đúng không? Ở đây chính là khu vực tablo mà đứng từ vị trí này các bác nhìn thấy toàn bộ phần tablo luôn. Đây, vô lăng rất là nhiều những cái phím điều khiển nhá. Qua chỗ kia anh ơi, bên kia anh ơi.
vâng đây nhá, đây là cái phần gioăng này, đây phần gioăng cửa rất đẹp luôn này, gioăng khung này, lòng trong sơn zin thì có nhá. Mời các bác di chuyển sang bên đây cùng em xem chi tiết cái phần khu vực nội thất bên đây nhá. Đây, những cái cánh cửa này rồi như là vào khu vực bên trong nội thất của chiếc xe. Các bác ở trong khu vực miền Nam đang quan tâm đến những cái mẫu xe hiện tại bên em thì các bác hãy đăng ký kênh đấy, và đúng chân mẫu nào rồi thì bên em sẽ tư vấn cho các bác. Đấy, bên em sẽ tư vấn cho các bác nhá. Bên em bán trong miền Nam rất là nhiều. Các xe này rất đẹp nhá. Em bán trong khu vực miền Nam rất là nhiều nhá. Gần như ngày nào cũng bán 1 đến 2 chiếc ở trong khu vực miền Nam. Đấy, như chiếc xe đỏ kia vừa có khách ở trong miền Nam ra chốt rồi nhá. Đấy, bay ra đây chốt các bác nhá. Bay hẳn ra đây chốt luôn. Đấy, các bác có thể là mình bay hẳn ra ngoài này để xem xe và chốt xe nhá. Và nếu các bác nhà mình tin bên em thì không cần phải bay ra đâu ạ. Bên em sẽ quay quay video và trả xe cho các bác nhà mình đầy đủ để các bác nhà mình mua xe nhé. Và các bác chỉ cần cọc trước cho bên em một ít tiền thôi, khi nhận xe rồi các bác mới phải gửi tiền nốt cho bên em nhé. Nhận xe, nhận hồ sơ gốc đầy đủ rồi các bác mới phải gửi nốt. Đây là một cách mà bên em tạo điều kiện khi các bác ở xa mua bên em, mua xe bên em nhé. Đây, túi khí nằm ở xung quanh xe luôn các bác nhá. Bốn cánh. Đây là vị trí gương điện này. Nội thất rất là sang luôn đúng không ạ? Ở vị trí đây là vị trí chỉnh ghế này. Đây, chỉnh ghế rất là nhiều hướng và có trả cả chế độ nhớ ghế luôn đây. Đấy. Bấm đây là ghế tự động chạy luôn các bác nhá. Đây bản lề cánh cửa đây thông tin có tất đầy đủ luôn. Đây ghế vẫn đang chạy này, vẫn đang tự lâng này này. Đấy. Mình có thể bấm nút đấy để ghế nó nhớ đúng vị trí của mình. Móc khóa cánh cửa của xe đây. Rất là sáng đẹp các bạn. Và tắp lô để cho đến phần tổng thể nội thất được thiết kế ra thì cũng đẹp mắt, không bị lỗi, không bị lỗi thời. Cho dù là bây giờ kể cả năm 2020 rồi và chiếc xe này là đời 2002 đúng không ạ? Vâng, đây là phần tắp lô của xe nhá. Đấy, phần tắp lô của xe đây này, trang bị hoàn toàn là chất liệu da xịn. Đây là phần đồng hồ vô lăng bốn chấu, tích hợp những cái tím điều chỉnh âm thanh đầu đài, và bên kia là điều chỉnh ga tự động cruise control, Đấy, bộ ghế da đẹp các bác nhá, âm thanh quá hay luôn, quá đỉnh luôn đúng không ạ? Màn hình này là một cái màn hình xịn đấy, giá trị các bác nhá. Các bác nhà mình vào YouTube, vào mạng, vào bản đồ chỉ đường có thể đủ luôn. Đây cửa này, em đóng cửa này, cửa đóng rất là chắc luôn. Đóng cửa lại, nếu mà chiếc xe này mà đóng cửa lại bên trong không nghe thấy ra bên ngoài, và bên ngoài cũng không nghe thấy bên trong luôn. Cách âm cực tốt luôn đối với dòng xe BMW này nhá. Cách âm cực tốt luôn. Và bây giờ là gì ạ? Là gầm nhá. Đấy là khung gầm này. Đấy, khung sườn gầm bệ của chiếc xe. Và cũng là những cái phần khác nữa, phần máy này. Em lổ máy lên luôn nhá. Một phát lổ luôn. Nhưng chìa khóa một phát lổ luôn các bác nhá. Đối với chiếc xe BMW này. Đây tiếp theo gầm nhá. Máy thì em mở ra rồi và đã lổ lên rồi. Bây giờ em chỉ việc mở cabo ra và quay các bác mình nghe và xem thôi. Các bác nghe tiếng máy nhá. Máy lổ rất êm ái luôn. Máy lổ rất êm ái luôn nhá. Hiện tại máy đang lổ đấy ạ. Máy lổ rất êm luôn. Về máy mẫu xe này thì bác yên tâm rồi. Ở những cái mẫu xe bên em bán, mẫu xe này là nói riêng và tất cả những mẫu xe khác, nói chung là những mẫu xe bên em đã bán ra, đã nhập về và bán ra thì các bác đều được sự đảm bảo cho các bác luôn về chất lượng máy và số nhé.
và cũng đảm bảo cho bác luôn là về tình trạng xe là không có lỗi, không bị đâm va, không bị tai nạn và không bị ngập nước. Đấy, giấy tờ an ninh pháp lý chuẩn chỉ, sang tên nhanh gọn, máy số chuẩn chỉ luôn, chúc các bác nhà mình. Đấy, ok nhá, thì video về chiếc xe BMW này bên em cũng đã quay và tả chi tiết về xe. Bác cần thêm, biết thêm gì hãy gọi điện trực tiếp cho bên em theo những số điện thoại ở trên đây nhá. Đấy, con nhá. Đấy rồi, ok, em xin chân thành cảm ơn và hẹn lại các bác vào những cái video tiếp theo, những video lần sau. Đấy các bác nhá. Vâng, em xin cảm ơn.